á, lúc đang học năm nhất luôn, trường Văn Lang. Ok. Hôm nay mới vào ha. Rồi, thử ha cái nốt âm 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 nô đi. No. Đơn giản vậy thôi ha. Hai, thử hai, ba. Đúng rồi, tự tin lên, em có thể đứng lên cho nó, em tự tin tại em hát hết cái khả năng của mình. Ngồi, thường thường luyện thanh. Thầy cô bắt ngồi nha. Hai, ba. Chưa có khởi động giọng vân vân, nhưng mà cái đây là cái nó là một cái báo hiệu rất là rõ ràng luôn, là cho mình thấy là cái giọng của mình á, nó bản năng á là nó sẽ dễ gãy ở đâu nhất, bản năng luôn à, nó dễ gãy đâu nhất, chứ đừng có để em mở giọng rồi em mới vô em hát rồi thì cái đó thì nói gì rồi, đúng không? À, nó sẽ gãy dễ ở đó, thì em sẽ yếu ở cái, em sẽ dễ gãy ở cái nút rê và mi. Thì thường thường là baritone nó sẽ dễ gãy ở đây à, tại cái này là do cái sức của em đang yếu nữa, nếu em tập trung em dùng hết sức á, em có thể lên được pha sol. Còn la si là rất là nguy cơ tét và nó bị nó vào bài không được đâu, nó vào bài nó sẽ lúc được lúc không, rồi nó sẽ làm ảnh hưởng cái bài hát. Rồi ok, về baritone ha, rõ luôn baritone, nhưng mà cái giọng của em mà nếu mà luyện tốt, cái lực hát tốt thì nó sẽ có chiều hướng là baritone lên cao, tại vì giọng em mỏng chứ không phải là baritone dày mà nó nặng nề, đúng không? Đó, nó đau mỏng nên khi mà em luyện mà cái lực nén của cái hơi thở nó tốt thì tự động nó có sẽ chiều hướng là đi lên chứ không phải là nó thấp. Baritone của em thường thường baritone của em mà luyện lên thì nó cũng như thế, nó không có khác gì cả. Luyện thanh là khi càng lên cao là trong trường này chỉ em là sao, lên là cả hát to hay là hát nhỏ? Em đang học bên cổ điển. Cổ điển có cộng hưởng à? Cộng hưởng à, vậy là học bên cổ điển, học bên cổ điển là học năm nhất một năm rồi hay là chưa, mới vào học kỳ một? Chưa học gì hết. Vậy là chưa có gì hết à. Ok, nếu mà học bên cổ điển thì nó là một cái lợi thế, nhưng mà cổ điển mà lợi thế về kỹ thuật đó. Nhưng mà nó về mà yếu thế ở cảm xúc. Cổ điển hát rất là cứng, nó đòi hỏi là phải cộng hưởng toàn phần, đúng không? Còn nhạc nhẹ thì nó đòi hỏi là cảm xúc nhiều. Đó, có nhiều người ca sĩ nhạc nhẹ họ kỹ thuật đâu có cao đâu, nhưng mà hát rất hay, đúng không? Rồi, cái âm vật của danh ha, công danh đúng không? Công danh, cái quãng giọng hơi mình hơi bị yếu cái lực ha, đúng không em? Thấy em gửi mấy cái video cũng được mà, cái quãng giọng của em thường là em sử dụng ở đây nhiều nha, là cao độ nó chuyển từ nốt. Đây cho anh em thử cái đó. Rồi, thử đi xuống thử coi. No.
chơi luôn xuống tới mì. Có mì mà vẫn nghe, bắt đầu vẫn nghe có dấu hiệu rõ chứ không phải là mờ. Vậy tính ra là baritone đúng luôn ấy, baritone đúng chuẩn ấy. Hai giọng em đo là và gần, nếu mà xuống tới hết cỡ và lên hết cỡ thì tầm khoảng 2.8. Hơn 2.8 một chút. Hơn 2.8 một chút. À, là xuống tới mi, mi mi 2 đúng không? Lên là lên tới mi fa, nếu mà hết cỡ luôn á, gào gống lên á thì lên tới khoảng fa son, son 4. Gọi là hết cỡ. Rồi, rồi. Đấy là cái quãng giọng của em ha. Thì phần lớn là em sử dụng mà khi mà xuống thấp á, em sử dụng cái phần chest voice của mình tốt. Cái quãng của em từ chest lên đây luôn nè. Từ mi 2 á. Đó, chest tốt. Lợi thế của baritone. Lợi thế của baritone là xuống thấp tốt. À, còn anh là tenor là xuống được. Tenor là tới son. Tới son là mờ tịt. Không thấy gì luôn. Đó. Thì tenor nó làm chỉnh lợi thế là chỉ có lên cao nè. Hồi xưa là anh vỡ nút si. À, tenor nó là vậy. Ừ. Hồi xuống thấp thì mờ. cũng ngoài về khoảng vang ha, thì danh hơi yếu một chút xíu ở cái phần xoang, khoảng vang trên xoang sang mặt nè. Đó là phần này là em miss nè khi mà hát á. Phần này phần khoảng vang trên ốc thì cũng thua luôn, chưa được không? Có tập nhiều không? Ok, lát dò thử xem sao ha. Rồi, khoảng vang ở miệng thì hơi yếu ha, nó chưa có đầy. Khoảng vang ở cổ cũng vậy. Khoảng vang ở ngực thì lại tốt hơn là các khoảng vang ở trên đây. Vậy là em có chiều hướng là ở dưới ngực nó lại tốt hơn chest voice ha. Còn khoảng vang dưới bụng thì chưa đâu, cái dưới bụng là kỹ thuật opera rất là cao, siêu ha. Wow, wow. Được khoảng vang dưới bụng là giọng em dày là dữ kinh khủng lắm. Rồi. Bát xuống tới bụng, nói chuyện bằng bụng không à? Bát. Rồi thì bây giờ ba cái khoảng vang này mình phải làm tốt nó, làm tốt nó thì chúng ta chỉ cần tập một buổi một là chúng ta sẽ có, tại vì cái này ba cái này là mình có rồi. Cơ bản là khoảng vang ở miệng và miệng ở cái phần cổ mình nó cũng có khoảng vang trong đó ha. Thiếu khoảng vang ở cổ là nó sẽ bị gãy, âm thanh nó sẽ không đầy. Và khi hồi nãy em hát ở vùng này nè thì em lại mất khoảng vang ở cổ. Em bị tập trung vào trên đây quá. Mất khoảng vang ở cổ thì phải tập thêm cái này hơi của em hơi bị yếu. Là cái nó là cái phần chuyển giữa miệng với lại ngực. Động chuyển của miệng với ngực. Thì nó hay bị nó cái màu giọng nó thay đổi quá nhiều. Đó thì nó phải liên kết ba cái khoảng vang này. Ba cái khoảng vang này là cái khoảng vang mà nó người ta hay gọi là giọng thật. Giọng thật của em á. À, giọng thật của mỗi người á. Còn những cái khoảng vang ở trên đây nè, hay là dưới đây nè. Dưới đây thì gọi là ít ai phân tích ở dưới đây lắm. Nhưng mà ở trên đây nè, đó là giọng sang mặt và sang ốc. Đầu đó thì hai cái giọng này thường hay gọi là giọng giả, giọng mà chúng ta phải ý là giọng giả là giọng không thật. Là cái giọng mà chúng ta phải tập luyện á, để nó không phải là cái giọng nói hàng ngày của mình thì nó gọi là cái giọng giả đó, đúng không? Đó thì hôm nay là cái giọng này là phải giọng tập nè, giọng này mà để mà trong cái mong muốn của Danh là em muốn cái phần mid voice của mình tốt thì cái phần này là phần đầu tiên em phải làm quen với nó. Nó là xoang mặt, phần vang trên khuôn mặt của mình, phần vang trên khuôn mặt. Thì em thấy cái chỗ này không? Cái chỗ này là cái chỗ trống nhất trong cái phần này. Nó là xoang má, xoang mũi, đó là xoang gò má, xoang mũi, cái hốc này nè, vùng trống này, vùng đỏ. Thì để hát được cái vùng vang mặt này thì hơi thở nó phải được từ dưới
đẩy lên và tác động lên vùng này, và nó rung tạo ra âm thanh là cái vùng này. Vậy là cái hơi thở của mình nó chưa lên được đây, phải tập cảm giác đó. Ok ha. Rồi về mình cứ tập sơ đi để cho em hiểu được cái nguyên lý của nó, hiểu được cái nguyên lý của nó để mình đi vào để có cảm giác ha. Nếu mà em chưa tập cổ điển thì coi như là cái này là giống như một bài học trước của em rồi đó, học trước vậy, trong tương lai luôn rồi đó. Cái này nó gọi là kỹ thuật đóng âm, đóng âm. Khi em muốn hát mình biết là rồi mình đóng âm à, đóng âm để tạo nên khoảng vang ở đây. Còn mix voice á, nó là một cái tên gọi thôi, nó là một cái tên gọi của nước ngoài người ta đặt cho một cái kỹ thuật nào đó. Nhưng mà nói mix voice, nói nhưng mà cái cuối cùng thật sự khi mà em hát một bài hát, cái em mong muốn nó là cái gì? Em muốn là gì? Thì diễn đạt được cái bài hát nó mượt mà. À, mượt mà ấy là mong muốn đầu tiên là sự trơn tru, không có bị bể từ đó, đúng không? Và cái mong muốn thứ hai là phải lên bài hát đó phải hay và được đón nhận, đúng không? Hát bài hát ra không ai đón nhận, có mình đón nhận, người thân người không gì dòng họ hàng xóm cũng không khen tiếng, đúng không? Phải người khác đón nhận, bài đó nó phải hay, phải truyền tải được cái mình mong muốn, có thể là gọi cơ bản nó gọi là cảm xúc. Đó thì cái mà kỹ thuật nôm na tóm gọn lại đi nữa thì đầu tiên cái mà mình mong muốn đó là sự mượt mà, hát lên xuống nó không có bị gãy chỗ nào hết. Thích thì mình lên cao, thích thì mình chuyển giọng, đúng không? Thay đổi linh hoạt. Ví dụ nha, đây bây giờ cái nốt mà em có thể trình diễn tốt đó là trong cái vùng này, vùng trung ha. Thì cái nốt từ mi đây, còn trên những cái nốt trình diễn này, trên những cái nốt này đó, vượt sơn này, dưới những cái nốt này đó đó, thì để mà đạt được những cái này thì chúng ta phải hát như thế nào? Hát bằng kỹ thuật. Hát như thế nào? Hát như thế nào là sao? Là sao? Chúng ta phải làm sao, mình phải làm sao để có thể vượt lên cái này và vượt xuống cái này? Hát bằng kỹ thuật. Mình tạo nên âm thanh để đạt được cái độ cao và cái độ thấp đó. Mình phải tạo nên âm thanh đó. Mà để tạo nên âm thanh đó là dùng kỹ thuật, đúng không? Người ta hay gọi là dùng kỹ thuật mid voice, head voice, đúng không? Nhưng mà nó rất là trừu tượng. Rất là trừu tượng. Mid voice, head voice. Sao mới gọi là mid voice, head voice? Giống như anh chị trên mạng mọi người là rung cái vùng mặt. Đây, thật sự nó là vùng này. Cái vùng này nó sẽ đâu. Còn cái vòm miệng của mình á, khi mà hát, hạn chế để âm thanh, hơi thở nó thoát ra miệng quá nhiều. Mình phải bắn nó lên. Mình phải sổ. Cho cái hơi thở nó lan đều ra các vùng xoay trong cơ thể, đầy những cái vùng này nó lan đều ra, hạn chế cho nó ra. Nếu mà nó ra rồi thì còn hơi thở đâu tạo ra âm thanh, đúng không? Vì cái hơi thở trong phải trong cái vùng mà khi mà được vận chuyển lên đó, nó sẽ lan đều ra để tạo nên gì, lan đều ra và nó tác động vào các vùng xoay, các khoảng vang. Đây anh chia thành các vị trí từ thấp lên tới cao và từ cao xuống nào. Vang ốc là cao nhất, cực kỳ khó để đạt được nó, không phải dễ đâu. Cổ điển là tập dòng ốc không, dòng đầu không, chuyển qua nhạc nhẹ bắt đầu mới đưa dòng sang mặt, đúng không? Dòng đầu không luôn á đó. Thì nó thay đổi theo cao độ từ thấp lên tới cao. Đây là vùng mid voice mà em muốn nè. Vậy thì bây giờ mình tập cái kỹ thuật này ha. Rồi vô đơn giản thôi. Cái này là cho em có cái cảm giác mở cái vùng vang ở mặt. Năm nay em có thể gọi nó là biết không? Nó là cái bước đầu tiên để em có thể làm quen với việc đó. Không, bây giờ cái âm nè, để ý nè. Âm à. Thử đi.
có cảm giác gì? Rung ở mũi. Rung ở mũi. Đó là kỹ thuật đóng âm. Là âm thanh nó không tập trung hết. Ở biển là nhiều hơn nó. Nó đóng âm thanh là nó đẩy cái âm thanh lên trên. Có đầu cái phần gò má vùng mũi của mình nó cảm giác rung rung. Đó là vùng vàng âm ạ. Dễ không? Chứ kêu đi tập mic vô cả đời cũng mic vô không được nữa. Nhưng mà em tập cái này đi mốt mic vô dễ lắm. Ok ha. Rồi. Ra tập nha. Rồi. Rung tơi mặt luôn nè. 2, 3. Có thấy hơi thở làm việc không? Hơi nó quất vô đây nè, đúng không? Nó rung lát nó lên cao nữa là rung hai lỗ tai luôn á, tại cái vùng này nó gần lỗ tai nè. Ha. Nhưng mà sao ta? Có nghĩa là cái hơi của mình nó đẩy lên này. Đúng rồi. Hát bằng hơi thở. Chứ không hát bằng gì. Hát bằng gì vậy? Đó. Đó là cái kỹ thuật mà rất rất là nhiều các ca sĩ nổi tiếng mà hiện tại bây giờ đang làm. Bụi Tuấn cũng có. Bụi Tuấn may mắn có. Yeah. May mắn có là chất giọng bẩm sinh rồi. Có cái kỹ thuật đó trong người nên Bụi Tuấn hát rất cao. Còn mình không có, mình tập thôi. Tập thấy không? Một phát một, em có cảm giác liền. Rồi bây giờ tập nè. Ok, đứng lên đi, đừng ngồi. Đứng lên. Điện thanh ở bên kia. Đến đây, đứng gần gần đây nè. Điện thanh ở bên kia, điện thanh sao bắt ngồi ta. Ha ha. 2, 3. Có thấy hơi thở từ dưới bụng đưa lên không? Dưới phổi á, hiểu chưa? Nó giữ chắc một cái cục hơi. Thì hát cái đó gọi là hát bằng hơi. Ok. 2, 3. Khéo trong cách sử dụng hơi thở. 2, 3. Đúng rồi. Đúng rồi. Vui vẻ lên, thoải mái lên. Đúng rồi. Bây giờ mở ngang. Đừng có mở vô. No. Mở dọc rồi, cho nó ngang ngay chút xíu để mở cái khoảng vang phía sau. Đâu, phải có hơi, em không có hơi. Nhẹ nhàng thôi, 2, 3. Thấy bắt đầu ra lỗ tai không? Đó là mở ngang, mở các vùng xoang bên đây nè. Ok. Đừng có căng quá, vẫn đẩy âm thanh lên trên cao đó mà. 2, 3, nhẹ. Đừng có để cái hơi. Đúng rồi đó. Đó. Đúng rồi đó. 2, 3. Này, đưa lên.
nó tịt lại đúng không? Nó tịt lại là do cái gì? Thứ nhất á là do cái thanh đới của mình á, nó chưa có quen với cái cách làm việc ở cái độ cao đó. Nó chưa có quen với cách làm việc, chưa có quen cách làm việc hơi thở đó. Nhẹ lại chuyển gió cũng được, miễn làm sao cho hơi nó qua. Cho hơi nó qua, nó qua được đi, rồi từ từ một lần, hai lần, ba lần, năm lần là tự động nó sẽ quen. Nó sẽ quen với cái việc đó, rồi lúc đó em sẽ chuyển nó smooth hơn ha. Cho cái hơi thở, cho anh cái nốt nó thôi, từ trên xuống 2, 3 đó, nó qua đó, hơi thở nó qua đó, ok nha. Xuống thấp 2, 3 chính xác. La đó, thấy không? Được nữa, đúng không? Tiếp không? Tiếp, trời ngại gì cử, giống. La dán rồi đó, si nè. Đô năm nè. Đô thăng năm nè. Hiểu cảm giác đó chưa? Hiểu chưa? Lúc mà càng lên cao nó dễ hơn là ở vùng đó là vùng bể. Vùng đó là vùng bể giọng, bắt buộc mà đi. Bắt buộc mà đi em. Bắt buộc tới lúc đó đó là cái giọng của em nó phải chuyển từ âm thanh ở dưới vào miệng rồi nè. Bình thường là một cái thói quen đúng không? Âm thanh hát sẽ dưới vào miệng. Tới cái vùng đó bắt buộc phải chuyển lên đây. Mà hồi nãy cái chuyển đó nó chưa có quen. Thôi kệ, đi từ đây đi xuống. Từ từ đi xuống quen rồi mình sẽ có cảm giác mình đi lên. Tập đi lên, tập đi xuống hai cái vùng, vùng vang ở miệng và vùng vang ở mặt. Đó. Nó chuyển lên, chuyển xuống giữa cái vùng vang ở miệng và vang ở mặt. Thấy không? Em lên được tiếp đây. Khó gì đâu. Lên được nữa. Đấy, lên được nữa. Lên 5 là thứ dữ rồi. Lên 5 là lên là mệt rồi. Đó, đúng kỹ thuật. Phải học đúng kỹ thuật ha. Ok. Hiểu hả? Để cho nắm được chân lý rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.